then we have Bona. With the moon bright corner. No, we'll go by and by and get in one. No, Changwon. Built in 2007, the David Warner Kindergarten, or Asing 1, provides children of Amor Village, Asing Commune, Guangxi Province, the opportunity to complete an early childhood education program on land when bombs and mines used to be. Children receive a healthy meal 5 days a week. There have been over 10 graduating classes, and families continue to send their children to the school. This and the other 15 schools built by PeaceTrees with donor support have children living in the areas of readiness to develop and grow. Những khó khăn ngày đầu tiên tôi lên đây dạy vô cùng khó khăn. Từ đầu một trường lớp toàn nhà trên vết nữa mà cô và trò cùng nhau đến học. Nhưng cả cháu đa số là ở nhà. Bản thân chúng tôi phải đến tận nhà để vận động và chờ cả cháu đi học. Và những ngày đó, đồ dùng học tập cũng chưa có. Chúng tôi cũng phải đi tìm kiếm những mảnh giấy để viết chữ lên để cho các cháu đến trường học. Và những ngày khó khăn như vậy, các cháu được đến trường vui chơi học tập thì cũng nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Cây Hoa Bình. Và các cháu đến trường vui chơi rất là thích. Và các cháu học tập trong một môi trường rất thoải mái, có được ngôi trường xây, có bữa ăn và có sữa uống. Và các cháu cũng giảm được cái tỷ lệ suy dinh dưỡng rất là nhiều. Tôi cũng thay mặt tất cả các giáo viên, các bậc phụ huynh ở đây và các cháu ở vùng khó cảm ơn Cây Hoa Bình và các nhà tài trợ